Xin chào các bác đến với kênh Kiên Xe Đạp. Hôm nay em sẽ quay lại review các bác một chiếc xe Gian. Nhưng mà chiếc Gian này rất khác với những chiếc Gian khác em review. Là một chiếc Gian được kết hợp giữa dòng Touring và dòng đua. Là Enyaq, dòng duy nhất được kết hợp giữa đua và Touring. Bây giờ em sẽ đi vào đánh giá tổng thể chiếc xe này. Trước tiên bây giờ em sẽ lướt qua tổng thể chiếc xe này. Xe có lớp sơn màu trắng, đây có những vạch đỏ, hình thức xe rất là mới, hình thức phải trên 95%. Các bác có thể thấy. Hello, chị em cho em một xe lăn xả vào số nhà 341. Khung xe này là vươn lên như các dòng Touring. Nhưng mà đầu xe thì là đua, rất là đặc biệt. Xe này là Gian Enyaq 1. Đấy, các bạn có thể search thêm về chiếc xe này trên Google. Đây, cọc yên carbon nguyên bản của Gian. Đây vân carbon các bác xem. Yên còn rất là mới, chính hãng của Gian các bác nhé, rất là mới. Chiếc xe có size M của các bác từ 1m65 đến 1m75 đều đi vừa. Đây size M. Như những chiếc Gian khác thì chiếc xe này cũng có sử dụng công nghệ nhôm alloy X. Nhưng mà chiếc xe này được sử dụng công nghệ nhôm cao cấp hơn, alloy X là alloy X SL. Còn nhẹ hơn nữa các bác. Đây các bác có thể thấy alloy SL. Các có thể tìm hiểu thêm. Đùi đĩa 2 tầng như những xe đua khác. Các bác có thể thấy đây là line giữa dòng đua và dòng Touring đường phố. Gạt đĩa Shimano nguyên bản, cùng với đó là cặp bê đan CSC nguyên khối, quá đẹp, bạc đạn, thấy rất là tiếp. Đấy, các bác có thể thấy dây âm sườn cao cấp, những xe cao cấp mới có dây âm sườn các bác nhé. Em đã giới thiệu những video trước rồi. Alo bác ơi. Khung xe vươn lên của dòng Touring để chống gù chống mỏi lưng cho các bác mà vừa đam mê dòng đua nhưng mà không muốn bị mỏi lưng. Đây. Một FSA rất là nổi tiếng về yên và cổ cốt rồi. Gian đây bác, nguyên bản duy đông. Giá đựng nước nguyên bản, xe mới về luôn. Vì là lai giữa dòng Touring và đua là xe có phanh phụ và tay cầm cho dòng Touring, tay đua này quá là đặc biệt. Các bác lưu ý đây là zin nhé chứ không phải là do người dùng lắp vào,
xin theo xe, các bác có thể search Google biết thêm chi tiết chiếc xe này. Logo nổi của gian này. Đấy, nổi luôn các bác. Xe sử dụng tay lắp bên phải 10 tầng của Shimano Nhật và 2 tầng bên đĩa Shimano. Đây, lốp còn rất là mới, hầu như chưa mòn cái gì các bác nhé. Và nguyên bản chính hãng của gian, xe đi rất là ít. Lốp này lốp touring. Xe này quá thích hợp cho các bác đi đường phố mà lại muốn tốc độ như xe đua. Em quay thông số lốp các bác xem. Đây, 700 x 32C, khá là to so với dòng touring và đua. Đây, Mayer. Càng nhôm, xe toàn bộ là hợp kim nhôm siêu nhẹ. Và đây là cấu hình, xe sử dụng cấu hình 10 lít 2 đĩa cho xe 20 tốc độ. Giờ em sẽ quay chuyển động các bác xem, test chuyển động. Giờ em sẽ lên lít, rất là nhẹ nhàng luôn. Rất chân chu các bác nhé. Xuống lít này, lên xuống rất chân chu mượt mà, không một lỗi gì cả. Và đây sang đĩa này, xuống đĩa, lên đĩa. Đùi đĩa Shimano, gạt đĩa Shimano. Các bác có thể ở đây xem chiếc tem này. Gì đây? Tem này là ghi là xuất sang thị trường Australia, xuất sang thị trường Úc và New Zealand. Đấy, các bác có thể nhìn đây. Đây, chiếc xe xuất xứ. Đùi đĩa này, thông số đùi đĩa. Còn đây là mã vạch của xe. Xe rất là mới, nguyên đai nguyên kiện, nguyên tất cả các tem luôn. Đây, tem size và tem gian một. Đây là lốp sau, cũng như lốp trước thì cũng còn rất là mới. Củ đề Shimano của Nhật. Đây, các bác có thể nhìn đây. Đây là phanh Avis của Mỹ, không phải phanh của Nhật nữa, là của Mỹ rồi. Các bác có thể search Google để biết thêm về loại phanh này. Avis BB7 Rap, phanh của đua. Một đứa con lai của touring và dòng đua, quá đẹp. Em quay lại tổng thể cho các bác xem. Dây âm sườn, phanh phụ, tem nổi, học in carbon. Đùi đĩa tất cả đồng bộ Shimano hết, cấu hình. Đâu cái mặt này là
Vâng, và em vừa review xong chiếc xe Gian Enirat 1 độc nhất vô nhị mới về cửa hàng em. Và chiếc xe này đang được bán ở cửa hàng Kiên Xe Đạp với mức giá 14.800.000, bảo hành 1 năm và miễn phí ship. Các bác quan tâm hãy nhắn tin Zalo 0975709943 để tư vấn và xem hình ảnh chi tiết về chiếc xe này.